chào khán giả của chương trình Cơ hội lợi lực. Dạ đúng rồi, đây là một chuyên game chơi tham gia game show. Cảm giác rất là hồi hộp và rất là lo lắng. Dạ thì em thấy chương trình Cơ hội lợi lực rất là ý nghĩa, và sau khi anh nghe biên tập trao đổi về nội dung thì em cảm thấy cái nhiệt huyết trong em nó cần tăng cao hơn nữa để cố gắng lấy sức khỏe của mình để giúp đỡ cái hoàn cảnh khó khăn của cô chú. Dạ thì mình đến ngày hôm nay mới biết sau bây giờ tương tác thì em thấy anh Lộc cô chú Chi rất là thân thiện, rất là hòa đồng, nên là em thấy cũng không có gì căng thẳng. Dạ thì vấn đề đó thì mình không thể nào mà so sánh bằng nghệ sĩ được, nhưng mà em cũng cố gắng hết mình để đem cái công hiến của mình để giúp đỡ cho những cái hoàn cảnh khó khăn. Cái hoàn cảnh của em thì cũng chưa có thể từ thiện và giúp đỡ những ai hết, thì anh thấy chương trình này cũng rất là ý nghĩa. Mình không có khả năng về vật chất để giúp đỡ những người khác, thì có thể lấy sức khỏe của mình để giúp đỡ theo một phần nào đó để giúp đỡ những người nào cũng gặp khó khăn. Anh gặp khó khăn rất là nhiều, thứ nhất là thường xuyên xa gia đình để tập luyện hàng ngày, và cái môn kem rất là nguy hiểm khi chúng ta tiếp xúc với hàng giờ ở ngoài đường thì rất là cũng khó khăn. Nhưng mà bản thân em cũng không có khá gì cái tên chương trình là Cơ hội lợi lực, thì em đến thể thao thì nó cũng thay đổi đời của em, mọi thứ đều thay đổi hết, kể cả danh tiếng, kể cả huy chương, kể cả mọi thứ. Đó là thứ nhất là Cơ hội thể thao thay đổi cuộc đời của em, là cho em được trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn, dạy cho em trưởng thành hơn, và cũng một phần là cũng có nguồn tới để thay đổi được cái đường em. Trong cái thời gian này cũng là đỉnh điểm sức của em, nên là cũng đang cố gắng duy trì để có thiếu nhiều hơn. Dự tính sắp tới của em là sẽ cố gắng duy trì để chuẩn bị tốt cho SEA Games năm sau ở Việt Nam và đại khai. Dạ thì trong suốt quá trình em tập luyện thì cũng không có những cái gì chấn thương gọi là nguy hiểm hết, chỉ là té trên sân thôi chứ cũng không chưa bị chấn thương gì nặng. Đối với những người thường thì thấy tay lát chân hay là gì cũng là nặng rồi, nhưng mà đối với em thì cũng rất là bình thường. Tôi biết thì em là chú Hoài Linh và cô Việt Hương. Tại sao này em có coi chương trình của anh Lập một cái nhang dưới khán giả xem chương trình Cơ hội lợi lực.